Vào chiều ngày hôm qua 27 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thiết kế hoàn chỉnh tờ rơi nêu rõ 12 việc cần làm ngay trong 14 ngày vàng phòng chống dịch COVID-19. Những tờ rơi này sẽ được phát tới từng hộ gia đình trên địa bàn thành phố trong thời gian sớm nhất. Đây là những tờ rơi được thiết kế với nội dung cô đọng, xúc tích, dễ hiểu, sẽ được in với số lượng là 5 triệu tờ, phát tới từng hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung của tờ rơi nêu rõ 12 việc cần làm ngay như thường xuyên rửa tay, hạn chế ra ngoài, nghiêm túc cách ly theo yêu cầu, bên cạnh đó là không tổ chức hội họp, hạn chế tới nơi đông người. Đây đều là những chủ trương chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong liên quan tới việc phòng chống COVID-19 trong cộng đồng. Bên cạnh 12 việc cần làm, trong tờ rơi này còn truyền tải thông điệp trong 2 tuần tới đây, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phải sống khác, đơn giản hơn, tiết kiệm hơn, hãy hạn chế ra đường khi không cần thiết và chia sẻ cùng thành phố vượt qua thách thức này. Nếu để lỡ 14 ngày vàng sắp tới là chúng ta có lỗi với đất nước và không thể làm lại.